Có chuyện Việt Nam đàn áp tiếng nói khác biệt, phản biện không? Hà Văn Tứ. Trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch, cho rằng ở Việt Nam đàn áp tiếng nói khác biệt, phản biện. Trên cơ sở đưa ra một số dẫn chứng gượng gạo, thiếu cơ sở, sai lệch sự thật về đàn áp tiếng nói khác biệt, phản biện năm 2019. Họ đi đến dự báo vô căn cứ rằng, lo ngại cho năm 2020 và cuối cùng kết luận như người mù rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách mưu dân để dễ bể cai trị. Với mong muốn bạn đọc rộng đường phán xét một cách khách quan, đúng đắn trên tinh thần xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với công lao của tổ tiên ngàn đời vun dựng. Bài viết này xin nêu lên mấy ý kiến như sau. 1. Dù đứng ở lập trường nào để phát ngôn cũng cần phân biệt được tiếng nói khác biệt, phản biện với phát ngôn xuyên tạc, lệch lạc, phản động, phá hoại. Không nên lẫn lộn hoặc cố tình lẫn lộn hai dạng đó để hồ đồ đưa ra những kết luận thiếu căn cứ, sai lệch bản chất, làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước Việt Nam. Tiếng nói khác biệt được hiểu là những phát ngôn, ý kiến của tập thể, cá nhân với các chủ trương, quan điểm hiện hành của Đảng. Phản biện hay phản biện xã hội là việc nhận xét, đánh giá, nêu ý kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Mục đích nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước. Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội. Đối tượng phản biện xã hội là các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước, trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia. Phát ngôn sai lệch, xuyên tạc là một trong những tổ chức, cá nhân đưa ra thông tin không đúng sự thật, hoặc đúng một phần nhưng thêm thắt về Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam với động cơ kích động, lôi kéo người dân thiếu hiểu biết, quay lưng với chính quyền, cản trở hoặc phá hoại sự phát triển của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Lịch sử đã chứng minh, Đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, khuyến khích những tư duy phản biện, đổi mới. Điều này thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, văn bản của nhà nước, thậm chí còn ban hành quyết định số 27 QĐTW về phản biện và giám sát xã hội, quyết định đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt làm ảnh hưởng xấu đến tình hình đất nước và cuộc sống người dân. Đó là quan điểm nhất quán. 2. Khi viện dẫn những nhận định, đánh giá về tình hình Việt Nam, cần dựa vào những đánh giá có tính khoa học thuyết phục, thể hiện hàm lượng trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học hoặc nhà nghiên cứu dưới khoa học thừa nhận qua những sản phẩm nghiên cứu có giá trị, mang tính xây dựng, góp ích cho nhân loại. Họ nói rằng, chỉ vì tính thẳng thắn trình bày chính kiến với mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn, dân chủ và nhân quyền phải được tôn trọng, như Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Triều, Trần Thị Xuân, Phạm Văn Trội mà bị chính quyền Việt Nam xử từ 7 đến 13 năm tù giam, hay như Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa, Phan Trung bị quy kết hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân mà phạt 8 đến 15 năm tù giam. Xin thưa rằng, đó là những dẫn chứng tầm bậy tầm bạ, cố tình lái chuyện này sang chuyện nọ. Họ bị xử tù là hoàn toàn xứng đáng vì đã cố tình lợi dụng vấn đề dân chủ, dân quyền để kích động, kêu gọi chống phá, trong khi những kẻ đó chưa hiểu gì về dân quyền, dân chủ, ngày càng bị mù mắt, không nhìn thấy thực tế ở Việt Nam rất được đề cao dân chủ, coi trọng nhân quyền. 3. Khi viết bài, đưa tin nếu lấy dẫn chứng của ai đó để chứng minh cho những hạn chế, nhược điểm của Việt Nam thì phải là dẫn chứng điển hình, thuyết phục, được đại đa số nhân dân Việt Nam ủng hộ, tin theo, chứ không phải lấy mấy câu nói của kẻ vong ơn bội nghĩa phản quốc. Những người đưa tin trên mạng lại viện dẫn sự phán xét của những kẻ lưu vong phản quốc để cố luận tội Việt Nam rằng tình trạng nhân quyền năm 2019 rất tồi tệ với việc gia tăng giới bất đồng chính kiến và hoạt động xã hội dân sự ở nhà sản xuất tư bản tự do, nhóm cây xanh. Con số cụ thể là năm 2019, nhà cầm quyền bắt ít nhất là 40 nhà hoạt động, trong đó có 21 người liên quan đến những bài viết ôn hòa trên Facebook, kết án 40 người hoạt động khác với tổng cộng 207 năm và 6 tháng tù giam cùng 47 năm quản chế. Thậm chí còn dựa vào thông tin từ blogger Nguyễn Ngọc Gia rằng, theo quan điểm của tôi thì trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường bắt bớ là điều không có gì ngạc nhiên hết. Tuy nhiên, nó lại cho tôi thấy sự hỗn loạn trong việc đánh giá và bắt bớ của chính quyền. Rồi còn đưa ra câu nói của Nguyễn Tường Thụy, việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt thì cũng bình thường thôi. Không phải bởi vì ông Dũng phạm tội, vi phạm pháp luật Việt Nam, mà do nhà nước cầm quyền Việt Nam thấy cần bắt thì họ bắt mà không cần chứng cứ. Và nhận định của Vũ Quốc Ngữ, tôi nghĩ rằng năm 2020 là năm Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội đảng nên họ thắt chặt an ninh và có lẽ tình trạng nhân quyền sẽ tiếp tục tồi tệ, chứ sẽ không được cải thiện. Trong khi đó, Đặng Chí Hùng thì hồ đồ kết luận,
Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện ngu dân để cai trị. Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của nhân loại. Đó là một sự thật không thể chối bỏ. Nguy hiểm hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam còn buôn dân và bán nước cho giặc Trung Cộng. Lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản còn quá nhiều hành động mị dân để lừa dối và lợi dụng lòng yêu nước đối với nhân dân ta. Chưa hết, tác giả của những phát ngôn kiểu như vậy là người tốt, xấu thế nào, học vấn ra sao, giàu, nghèo về kinh tế, nhưng rõ ràng là rất nghèo về trí tuệ, thậm chí là mịt mù về những hiểu biết xã hội và pháp luật. Khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, ở Việt Nam không có chuyện đàn áp tiếng nói đối lập, phản biện, mà thực tế rất tôn trọng ý kiến đóng góp, tư duy phản biện có tính xây dựng của mọi người. Bởi vậy, xin đừng mượn danh nghĩa người yêu nước, vin vào dân chủ, dân quyền để dựng chuyện bới móc chính quyền, quấy nhiễu cuộc sống bình yên của nhân dân Việt Nam. Đừng hồ đồ phát ngôn thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến con đường đi lên của đất nước Việt Nam mà có tội với nước, với dân, bị đồng bào khinh rẻ.